Xin chào quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp, một cái xe mà bán chạy trong phân khúc xe gầm cao, phân khúc D. Và màu xe thì anh chị có thể thấy là màu xe này rất là ít gặp, nhưng mà nó lại mang một cái phong cách rất là hay, mà Santa Fe màu xanh nước biển. Thì cái màu này thì sẽ phù hợp với những anh chị mệnh kim, mệnh thủy, vâng, hoặc là mệnh mộc cũng được ạ. Thì hôm nay em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá của Santa Fe thời điểm đầu tháng 9, giữa tháng 9 năm 2023. Hôm nay thì em có Santa Fe xăng cao cấp, thì em xin báo giá qua cho anh chị về chiếc xe trước. Thì chiếc xe Hyundai Santa Fe xăng cao cấp này bên em với mức giá niêm yết nó rơi vào khoảng 1 tỷ 275 triệu, nhưng hiện tại thì chính sách giá của hãng đang được giảm cho quý anh chị, đó là chỉ còn khoảng 1 tỷ 185 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó rơi khoảng 1 tỷ 250 triệu rồi. Và những cái phụ kiện khách hàng được tặng theo xe thì bao gồm là phim kích nhiệt này, đây anh chị có thể thấy phim kích nhiệt Nissan của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm đấy, phim dán vào xe thì không làm cho không gian gian xe rất là riêng tư đó, bên ngoài thì mình rất khó thể nhìn vào bên trong được. Và trải sàn da, trải sàn da này, rồi bọc vô lăng. Đấy, những khách hàng nào ví dụ có nhu cầu lắp thêm thì có thể lắp thêm như là bậc chân này, anh chị có thể thấy đây bậc chân rất là thời trang. Đấy, bậc chân rất là chắc chắn, em dẫm lên hầu như là không có cái độ dơ, cũng như là đảm bảo cho khách hàng là khoảng từ 50 cân đến khoảng 100 cân là dẫm lên là thoải mái ạ. Đó, lăn bánh với cái giá lăn bánh là 1 tỷ 250 thì nó đã giảm hơn thời điểm trước rất là nhiều rồi, vừa được giảm giá xe gần 100 triệu rồi thì vừa được giảm thuế trước mạ 50%. Đó, chiếc Hyundai Santa Fe xăng cao cấp này thì nó sẽ có những cái công nghệ như là hệ thống 10 loa Harman Kardon, rồi hệ thống giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, rồi hệ thống cam 360 độ, nhớ ghế hai vị trí, rồi cần số bằng nút bấm, sạc không dây, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn này, cảnh báo điểm mù, phanh khoảng cách. Đấy. Có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đây em thể đường nổ lên cho anh chị. Đó. Cửa sổ trời mở một trạm rất là tiện lợi. Đây là xe chưa rửa nên nó có một chút bụi thì anh chị vui lòng thông cảm. Đó, mình có thể là kéo vào bằng một trạm nữa này. Đó, cái này mà đi ra ngoại thì thực sự là rất là sảng khoái, thời trang. Ghế thì có nhiều cái ghế hai vị trí, ghế chỉnh điện, cả ghế phụ và ghế bên lái. Đặc biệt là có hệ thống thông gió và làm mát ghế cho anh chị. Đó, thông gió nó sưởi ấm này và làm mát, như là kết hợp những cái chế độ lái như là 4 chế độ lái là Sport này, Smart này, Comfort và Eco. Thì Eco thì giúp cho anh chị đi tiết kiệm nhiên liệu, Sport thì giúp vượt xe và tăng tốc tốt hơn, cảm giác lái thể thao. Smart thì là nó là cái tính năng thông minh kết hợp đồng đều giữa cả ba chế độ lái, và Comfort là chế độ lái êm ái. Ở trên xi nhan tích hợp trên gương này thì sẽ có tích hợp luôn cả camera ở trên cái màn hình này. Đấy, rất là nét. Đó, xi nhan trái thì hiện diện trái và xi nhan phải thì sẽ yên phải. Điều hòa của xe thì cũng được trang bị điều hòa tự động, và cái bản đồ là cái màn hình chỉ trung tâm này thì cũng được tích hợp những cái công nghệ, đó là công nghệ cảnh báo tốc độ, rồi thì Google Map chỉ đường cho quý anh chị. Em xin lỗi, nó không phải Google Map mà đây là Navitel, công nghệ định vị do riêng Hyundai thành công phát triển cho thị trường Việt Nam. Rồi, cùng đóng cái cửa sổ trời lại thì em với anh chị có thể là ra phía bên ngoài xe. Và anh chị có thể thấy phía trong xe thì ghế đằng sau được trang bị với hàng ghế có độ ngả lưng ghế tốt này, và có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cũng như là có những cái loa được trang bị 10 loa Harman Kardon ở các cánh cửa. Và hàng ghế sau thì mình có thể là điều chỉnh được cái tính năng này, đó, tính năng cho hàng ghế phụ phía trước. Phanh tay điện tử và auto hold thì cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản của Hyundai Santa Fe. Đó, cùng em ra bên ngoài nhé. Màu xe thì em có sẵn nhiều màu lắm, sẵn màu xanh này, màu trắng, màu đen, màu đỏ đô.
Santa Fe thì tất cả các phiên bản đều được trang bị đó là cốp điện. Chỉ riêng phiên bản cao cấp thì có những tính năng như em vừa nói là cam 360 rồi hỗ trợ giữa làn đường, cảnh báo lệch làn. Cốp điện này thì là chống kẹt và có nhớ vị trí cốp. Đấy, khi mà mình lật cái hàng ghế thứ ba xuống thì cũng cho một cái khoang cốp rất là rộng. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có cổng sạc 12V công suất 180W và có thêm hệ thống điều khiển gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba. Đấy, có sạc tiện lợi. Đó, ok. Cờ rôm thì cũng được mạ cho nhiều những cái vị trí ở xung quanh xe. Đó, phiên bản cao cấp mà rất là sang trọng. Đằng sau đây em review lại một chút về cái khoang sọng rất là rộng rãi, có tích hợp cổng sạc và cửa gió điều hòa ghế sau. Thì chiếc Santa Fe này thì anh chị chạy 100 km thì nó sẽ hết đâu đó khoảng, nếu mà đường trường đi khoảng hết 8 lít xăng, còn đường kết hợp thì đâu đó rơi khoảng 10 lít, còn đường đô thị thuần thì chắc rơi khoảng 12 lít. Đó, xe được trang bị với công nghệ dẫn động hatchback 4 bánh toàn thời gian. Ví dụ những cái phụ kiện anh chị có thể mua thêm hỗ trợ tốt và nhìn chiếc xe sẽ đẹp hơn, như là cái bậc lên xuống này, rồi thì mình sẽ lót thêm sàn 5D cũng như là lắp thêm camera hành trình, hoặc là có thể trang bị cái cục Android Book để cho chiếc xe của mình có tăng tính giải trí. Và riêng phiên bản Santa Fe bản dầu cao cấp thì bên em bán mức giá đâu đó khoảng 1 tỷ 285 triệu, và 80 đến 85 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng 1 tỷ 360 triệu. Đó, cũng là quà tặng giống như bản Santa Fe xăng cao cấp, và những cái màu xe sẵn có như là cũng là màu trắng, màu đỏ và màu đen. Đó, thì tháng này thì Santa Fe được nhà máy hỗ trợ cho quý khách hàng tặng thêm đó là một bộ cam hành trình nữa. Em xin lỗi em nói thiếu một chút, đó là cam hành trình quay trước sau chất lượng full 2K. Đấy, thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi. Thì anh chị cho em xin một like, đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để có thể hoàn thiện video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.